Hang Tối là một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất của Vương quốc hang động của Quảng Bình hiện nay và chúng ta sẽ cùng khám phá trong phần cuối chương trình ngày hôm nay. Trở lại với Quảng Bình cùng với phóng viên Vân Giang, một trong những điểm du lịch hấp dẫn nhất ở đây hiện là Hang Tối. Giới nghiên cứu hang động thì xem đây là một sân đòn thu nhỏ bởi sự độc đáo vì trong lòng Hang Tối thì còn có một cái ao hồ bùn lớn, một cái hồ bùn lớn chứa nhiều loại khoáng chất có lợi cho sức khỏe con người được tích tụ trong nhiều năm. Vậy làm thế nào để vào được điểm tắm bùn trong Hang Tối thì mời quý vị cùng gặp lại phóng viên Vân Giang. Thưa quý vị, để vào được điểm tắm bùn trong Hang Tối thì chúng ta sẽ đu zip line với chiều dài khoảng 400 mét như thế này. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đi thôi nào. Đi thôi. Sau khoảng 1 phút đu zip line và khoảng 10 phút đi bộ khám phá trong Hang Tối. Và hiện tại thì tôi đã có mặt tại điểm tắm bùn trong Hang Tối. Ở đây thì ngoài việc là bắt buộc phải mặc trang phục vào tắm rồi thì chúng tôi còn được trang bị những cái chiếc mũ có đèn pin chiếu sáng như thế này để giúp cho du khách có thể là nhìn nhau nói chuyện và ngắm những cái vẻ đẹp ở trong Hang Tối. Vâng, em thấy cảm giác rất là thoải mái. Nhưng mà làm ra khi được tắm bùn thì cho mình cảm giác rất là mềm mịn và không khí trong đây cũng rất là dễ hít thở và thư giãn ấy. Đi chơi với bạn thì rất là hết vui hết sải chị ạ. Với cái đèn như thế này thì có thể giúp cho tôi quan sát được những cái thạch nhũ ở đây nó có những cái màu chủ đạo như là màu vàng nhạt hay là màu trắng, màu xám, một cái hình ảnh rất là đẹp ạ. Với cái chất bùn như thế này thì du khách khi đến để tắm thì sẽ có tác dụng như thế nào với sức khỏe ạ? Dạ, và cái lượng bùn này là được tinh luyện bởi qua hàng lớp đất đá khác nhau. Và khi vào đây nó mang rất là nhiều khoáng chất, sẽ giúp cho chúng ta giảm mọi căng thẳng, stress. Cái lượng bùn này thì nó hàng ngày có một điều đặc biệt là nó cũng được rửa trôi bởi thủy triều lên xuống của dòng sông Ngâm ở trong lòng Hang Tối. Du khách khi đã đến với Hang Tối rồi thì không thể bỏ qua một cái điểm du lịch rất là hấp dẫn nữa, đó chính là suối nước mọt. Suối này thì được xuất phát từ lòng núi và có nhiệt độ khoảng từ 16 đến 18 độ C, rất là phù hợp và lý tưởng cho du khách, đặc biệt là vào mùa hè. Ngày hôm nay đến đây thì chị có cảm giác như thế nào ạ? Đây là lần đầu tiên em đến cùng với những người bạn của em và em thấy không khí ở đây rất là mát mẻ và người dân thân thiện nữa. Nếu có dịp thì nhất định là chúng em sẽ ghé lại một lần nữa. Trong thời gian tới thì tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục và tạo thêm nhiều cái tour tuyến du lịch mới để du khách mỗi lần đến Quảng Bình sẽ có những cái trải nghiệm thú vị hơn nữa. Cụ thể là như thế nào anh Thắng? Cụ thể là bây giờ hiện tại trung tâm đang đầu tư một số cơ sở hạ tầng, bên cạnh đó thì cũng mở thêm một số tour tuyến mới. Rồi đầu tư cơ sở hạ tầng tại Đồng Tuyên Sơn, hệ thống thang cuốn, rồi các tuyến điểm tại sông Chai, Hang Tối, suối Nước Mọc. Hy vọng với những cái tour tuyến hấp dẫn như vậy, tỉnh Quảng Bình sẽ đón được khoảng 2 triệu lượt du khách trong năm nay và Quảng Bình sẽ trở thành một điểm đến an toàn và hấp dẫn của miền Trung. Vâng, phải nói thiên nhiên đã ban cho con người và mảnh đất nơi đây sự ưu ái tuyệt vời. Với những đặc sản của miền Trung là nắng, gió, sông, biển, rừng và các di tích lịch sử, Quảng Bình thì lại có những thương hiệu độc nhất vô nhị, đó là hệ thống hang động vô cùng đặc sắc. Bởi vậy không quá để nói là chọn Quảng Bình là điểm đến thì đồng nghĩa với việc chúng ta đã có một chuyến du lịch nghỉ dưỡng tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.